Đến hẹn lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Pháo đài bay B-52 là cái tên mà bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào cũng phải khiếp sợ. Thế nhưng, chú chim sắt này đã bị bắn hạ lần đầu tiên tại Việt Nam. Cho tới ngày nay, vẫn chưa có quốc gia thứ hai trên thế giới làm được điều thần kỳ này. Chiếc B-52 đầu tiên bị nướng chín trên bầu trời Việt Nam là do trúng tên lửa từ máy bay MiG-12 của ta. B-52 rụng, kéo theo chức vị của hàng loạt các vị sĩ quan rụng theo. Thế nhưng Mỹ đã giấu giếm chuyện này. Cho tới những năm gần đây, hàng loạt những bí mật về vụ việc pháo đài bay thất thủ tại Việt Nam mới được tung ra. Những bí mật đó là gì? Vì sao Mỹ lại phải giấu giếm chúng lâu như vậy? Chỉ là một chiếc B-52 bị bắn hạ, vì sao các sĩ quan cũng bị mất chức theo? Hãy cùng xem hết video ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé! Ngày 20 tháng 11 năm 1971, chiếc máy bay B-52 đầu tiên của Mỹ bị MiG-21 Việt Nam bắn hạ. Đó là tin vui với chúng ta, nhưng lại là cú đả kích không hề nhỏ đối với quốc gia Mỹ ngang tàn. Vì vậy, phía Mỹ nhanh chóng cất vụ việc này vào một góc. Mãi 47 năm sau, vào tháng 10 năm 2018, khi hai phi công Vũ Đình Dạng và David Robert Volker gặp nhau tại Hà Nội thì sự việc mới được sáng tỏ. Hồi đó, hầu hết máy bay ném bom B-52 vào ném bom giải thảm Bùng Cán Song từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đều xuất phát từ căn cứ Utapao, Thái Lan. Ta tạo bẫy bằng cách mỗi khi B-52 xuất hiện thì cho một chiếc MiG-21 cất cánh từ sân bay quân khu 4 lên đánh chặn rồi hạ cánh tại các sân bay phía Bắc và chỉ đánh ban ngày. Cơ quan tác chiến của Mỹ nhận ra quy luật MiG-21 không có khả năng đánh đêm, luôn luôn chỉ có một chiếc phục kích trong vùng Cán Song, lên đánh chặn xong sẽ quay ra Bắc. Do đó, địch cho B-52 giảm phi vụ đánh ngày, tăng cường đánh đêm để nằm cửa trên so với ta. Thế nhưng cũng đã nhầm, Việt Nam ngay lập tức cho Mỹ thấy trí khôn của ta đây. Vào hồi 19h40, tối ngày 20 tháng 11 năm 1971, thấy có tín hiệu B-52, sở chỉ huy lệnh cho phi công Hoàng Biểu ở sân bay Vinh lên đánh chặn, rồi ra sân bay Nội Bài hạ cánh. Một tiếng sau, tốp B-52 thứ hai ung dung bay vào. Tốp này gồm 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 do phi công Volker chỉ huy và một biệt đội tiêm kích F-4 hộ tống. Tưởng không có MiG nữa, tốp B-52 chủ quan mở cả đèn bay để giữ đội hình. Do ăn ở hiền lành, vừa cất cánh lên, máy bay số 1 của Volker đã bị hỏng radar. Bình thường, Volker mở một lúc hai kênh liên lạc, nhưng hôm đó không hiểu tổ tiên mách bảo thế nào mà Hoa Tiêu không thèm mở thêm cánh cửa từ dưới hải quân nên mọi thông báo nguy hiểm về tiêm kích MiG-21 đều không được thông tin. Khi đó, để đối phó với tên lửa phòng không SAM-2 và MiG-21 của ta, mỗi chiếc B-52 có 15 máy gây nhiễu. Nhưng hôm đó, sĩ quan tác chiến điện tử chủ quan tới mức tắt cả máy gây nhiễu chống radar của MiG. Thậm chí, khi bị MiG của chúng ta tấn công, xạ thủ Đại Liên ở đuôi chiếc B-52 của Volker còn đang ngủ gật. Như thế này thì mất ghế là đúng rồi, trách ai được nữa. Tổ lái một chiếc B-52 gồm 6 sĩ quan điều khiển và một hạ sĩ quan xạ thủ Đại Liên. Thông thường, khi vào vùng nguy hiểm, B-52 phải bật bẫy nhiệt, đeo dây cáp dưới bụng để nhử tên lửa tầm nhiệt. Rất nhiều tên lửa của ta đã mắc bẫy này, nhưng hôm đó cả 3 chiếc đều không bật bẫy nhiệt. Hồi 20 giờ 40 phút, phi công Vũ Đình Dạng được lệnh cất cánh từ sân bay Anh Sơn, Nghệ An để tránh hệ thống cảnh báo của Hải quân Mỹ. Anh tắt liên lạc với sở chỉ huy. Khi đến địa phận Đô Lương bắt được mục tiêu, anh tăng độ cao để tiếp cận. Khi cách mục tiêu 10 km, anh bật radar lên và sững sờ thấy màn hình xuất hiện tới 3 chiếc B-52. Một cơ hội vô cùng quý giá. Khi cách mục tiêu 2 km, Vũ Đình Dạng phóng một quả tên lửa tầm nhiệt K-13 và thấy vệt nổ ở cánh chiếc B-52. Đó chính là chiếc B-52 của Volker. Sau khi phóng tên lửa vào chiếc B-52 Volker, phi công Vũ Đình Dạng điều khiển MiG-21 vọt lên cao. Thấy bên phải có chiếc B-52 nữa, lưng nhấp nháy đèn. Anh lao xuống, phóng quả tên lửa thứ hai, rồi luồn lách qua đám F-4 bảo vệ, về hạ cánh ở sân bay Anh Sơn ở Nghệ An. Tuy còn cách mục tiêu 30 phút bay, nhưng khi bị MiG-21 của ta tấn công, tốp B-52 vội chút bom để tháo chạy. Về đến Utapao, Volker mới biết thùng dầu phụ bên cánh trái bị bắn thủng, dầu bên cánh đó mất sạch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới B-52 bị MiG tiếp cận và bắn trọng thương. Phi công Volker tiết lộ, sau vụ việc đó, hàng loạt sĩ quan chỉ huy liên quan bị cách chức, không quân Mỹ phải dừng lại toàn bộ hoạt động của B-52 trong 4 tháng để nghiên cứu, chấn chỉnh lại các hỗ trợ về kỹ thuật và chiến thuật của thứ pháo đài bay siêu hạng này. Đó là lý do báo chí phương Tây im re, hoàn toàn không biết tới sự việc trên. Về phía ta, sau vụ tiếp cận và phóng tên lửa trúng B-52 của phi công Vũ Đình Dạng, những kinh nghiệm được rút ra là khi có cơ hội tiếp cận B-52, phi công phải liên tiếp phóng hai quả tên lửa K-13 vào chỉ một chiếc B-52 thì mới có thể bắn rơi mục tiêu tại chỗ. Kinh nghiệm này được phi công Phạm Tuân áp dụng vào bắn rơi tại chỗ chiếc B-52 vào tháng 12 năm 1972. Nhiều người vẫn nghĩ phải bắn rơi tại chỗ máy bay địch mới là mục tiêu cao nhất, nhưng đại tá phi công Từ Đễ, anh hùng lực lượng vũ trang cho rằng hoàn thành nhiệm vụ mới là mục tiêu cao nhất. Mục đích của việc đánh B-52 là không làm cho nó dám bén mảng ra Bắc, cản trở đường Trường Sơn,
nên việc khiến B-52 phải dừng bay 4 tháng đã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiếc B-52 thứ hai bị trúng tên lửa, không rõ số phận ra sao, nhưng chiếc B-52 của Volker bị tháo rời, cất vào kho, sau đó lấy phụ tùng. Theo quy định của hàng không quân sự quốc tế, trường hợp này xếp vào loại bị bắn hạ. Nực cười ở chỗ, khi tham chiến tại Việt Nam, Mỹ không bao giờ liệt kê những trường hợp này vào hàng bị bắn hạ, mà chỉ coi như máy bay bị hết niên hạn, bị gạch khỏi sổ bay, nghĩa là không chịu công nhận máy bay của họ đã bị ta vô hiệu hóa hoàn toàn. Như vậy, Vũ Đình Dạng là phi công đầu tiên trong lịch sử bắn hạ B-52, không rơi tại chỗ, vẫn bay được về căn cứ, nhưng sau đó phải loại biên, được tính là bắn hạ. Còn phi công Phạm Tuân đã bắn rơi B-52 tại chỗ trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, khiến Mỹ không khỏi chối cãi. Ông Vũ Đình Dạng, phi công tài năng đầu tiên bắn rơi B-52 đã trực tiếp có những chia sẻ về vụ việc này với báo chí. Ông năm nay đã 73 tuổi nhưng vẫn vô cùng minh mẫn kể lại. Mỗi buổi chiều, chúng tôi thay phiên nhau bay chuyển sân bí mật vào các sân bay tiền kỳ ở khu tư. B-52 xuất hiện thì chúng tôi cất cánh đánh chặn. Không tìm thấy B-52 thì quay về hạ cánh tại các sân bay phía Bắc. Cơ quan tác chiến Hoa Kỳ nhận ra quy luật này, nhưng chúng tôi cũng lợi dụng điều này mà tạo ra một cái bẫy. Nghe đến đây, ông Volker mỉm cười, đầy sửng sốt về những bất ngờ vừa được tiết lộ sau gần 50 năm. Ông cho biết đêm hôm đó, máy bay của ông là máy bay chỉ huy trong biên đội mang tên Copper, gồm 3 chiếc B-52 bay ở 3 độ cao, mỗi chiếc cách 15 giây bay. Biên đội Copper xuất phát từ sân bay Utapao, Thái Lan, hướng về Việt Nam, được một biên đội tiêm kích F-4 bay yểm trợ để ngăn chặn MiG. Nghĩ là không có MiG nữa, chúng tôi chủ quan, mở cả đèn để giữ đội hình. Ngay sau khi vừa cất cánh lên, máy bay của tôi bị hỏng radar nên phải để chiếc bay ở vị trí số 2 làm đội trưởng. Bình thường, tôi luôn mở một lúc hai kênh liên lạc, nhưng thế nào hôm ấy lại không mở kênh cảnh giới từ hải quân, nên mọi thông báo nguy hiểm về MiG đều không nghe. B-52 có 15 máy gây nhiễu, nhưng hôm đó, sĩ quan tác chiến điện tử chủ quan tới mức tắt cả máy gây nhiễu chống radar của MiG nữa chứ. Ông Ron cơ kể. Nghe vậy, đại tá phi công Từ Đễ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thắc mắc, thế xạ thủ 20mm ở đuôi làm gì mà không thấy MiG? Ông Volker phẩy tay bảo, cậu ta ngủ gật. Ông Vũ Đình Dạng thắc mắc, hôm đó ông ta có thả thiết bị bẫy nhiệt sau đuôi hay không? Ông Volker cười, đáp, không, chúng tôi lúc đó bị ma ám hay sao ấy. Ông Dạng tiếp tục kể, khi đến địa phận Đô Lương, máy bay đang ở độ cao 1.500 đến 2.000m. Tôi bắt được mục tiêu B-52 rất rõ. Sở chỉ huy ra lệnh tôi lên độ cao 9.000m và cho phép tôi tiếp cận B-52. Suốt quá trình đó, tôi cứ nghe thông báo mục tiêu phía trước 40km, 30km, rồi 15km. Ông Dạng kể, khi cách mục tiêu 10km, tôi bật radar lên và sững sờ thấy màn hình xuất hiện tới 3 chiếc B-52. Tôi lập tức cảm giác như đứng tim, sao lại có thời cơ như thế này? Mong muốn của phi công chúng tôi là gặp B-52 để bắn rơi mà không ngờ lại gặp được dễ dàng như vậy. Không chỉ là một chiếc mà là 3 chiếc. Khi phát hiện ra B-52, tôi tập trung tinh lực điều khiển, tiếp cận với tốc độ siêu âm 1.400 km/h. Và khi cách mục tiêu 2 km thì tôi phóng quả tên lửa tầm nhiệt. Tôi nhìn thấy quả tên lửa ra khỏi cánh máy bay, lao vào mục tiêu và thấy vệt nổ. Sau khi tôi làm động tác kéo máy bay lên cao, nhìn sang bên phải thấy một máy bay B-52 khác, trên lưng nó nhấp nháy đèn. Tôi tiếp tục lao xuống. Tôi phóng nốt quả nữa vào mục tiêu và thoát ly quay về hạ cánh ở sân bay Anh Sơn. Khi hạ cánh, tôi tắt tất cả đèn để không bị lộ mục tiêu và nghe thấy tiếng ù ù của tiêm kích F-4 các ông ngay trên đầu. Ông Dạng nói đến đây, ông Volker hào hứng kể tiếp để hoàn thiện tình huống đầy bất ngờ đó. Thì ra là vậy. Hèn chi, lúc đó tôi chỉ có 30 phút nữa là đến điểm thả bom thì tôi nhận lệnh của đài số 1 báo, chuyển hướng ngay lập tức mà không biết tại sao. Và đó là lúc chiếc MiG-21 của ông Dạng xuất hiện. Khi tôi đang vòng 90 độ thì nghe bằng một phát, tiếng nổ rất gần nhưng cái gần này kiểu như ném lựu đạn thôi. Sau này về đến Utapao mới biết thùng dầu phụ bên cánh trái bị bắn thủng và toàn bộ dầu bên cánh đó mất hết. Nhưng lúc đó chúng tôi không biết bị trúng tên lửa. Chúng tôi thả bom không nổ nhẹ và lấy hướng về Thái Lan. Ông David Robert Volker khẳng định đó là lần đầu tiên trên thế giới B-52 của Hoa Kỳ bị phi công MiG-21 tiếp cận và bắn bị thương. Với Hoa Kỳ đó là một cơn chấn động. Chúng tôi từng tuyên bố rằng B-52 là bất khả xâm phạm, không có vũ khí nào có thể tấn công được. Nhưng giờ đây B-52 đã bị không quân Bắc Việt bắn rụng. Nhưng không ai muốn thừa nhận thất bại của mình. Nước Mỹ phải bảo vệ danh dự. Đó cũng là bí mật quốc gia nên chúng tôi không dám công bố B-52 bị MiG tấn công. Ông Volker nói. Ông Volker cho biết thêm, cùng thời điểm tôi bị bắn, trên trời có một trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đang bay và nghe được chuyện B-52 bị MiG bắn thương. Sau đó, hàng loạt chỉ huy liên quan bị cách chức. Chúng tôi cần phải chấn chỉnh lại toàn bộ các chỗ hở về kỹ chiến thuật trên máy bay B-52. Sự kiện chấn động đó khiến Hoa Kỳ phải lệnh dừng toàn bộ B-52 một thời gian rất dài để nghiên cứu, tìm cách chống MiG. Và điều đó đã tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, cung cấp vũ khí
khí tài, đạn dược trên con đường 559 vào chiến trường miền Nam, đặc biệt là chiến dịch Quảng Trị năm 1972. B-52 bất khả chiến bại là bởi vì chưa gặp phải Việt Nam thôi. Dân tộc ta nổi tiếng nhỏ mà có võ, đụng đến Tổ quốc thì giá nào cũng chơi. Thế nhưng Mỹ lỡ hoành hoang quá đà về pháo đài bay của chúng, nên sự thật mãi tới gần đây mới được tiết lộ. Mỹ nên rút kinh nghiệm, biết mình còn phải biết cả người nữa nhé. Các sĩ quan, các chỉ huy bị mất ghế sau vụ việc này thì cũng đừng buồn, bị thế là đúng rồi đấy, làm ăn thế thì chết. Muốn sang thì bắc cầu kiều, mà muốn xem video đều đều ấy thì anh em ấn đăng ký kênh nhá.